Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui vì được đồng hành cùng các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập của bài số 4 phương trình tích. Bây giờ thầy vào sửa bài tập. Bài số 24. Câu A, giải phương trình x bình phương trừ 2x cộng 1 trừ cho 4 bằng 0. Ở đề này người ta đã gợi ý cho các em một hằng đẳng thức quen thuộc, đó là x bình phương trừ 2x cộng 1 bằng x trừ 1 tất cả bình phương. Và các em thấy số 4 này chính là 2 bình phương. Vậy chúng ta đưa về được dạng hằng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương. Như vậy ta đưa về dạng là A bình phương trừ cho B bình phương bằng A trừ B nhân với A cộng B. Thế thì bây giờ chúng ta đưa về hằng đẳng thức x trừ 1 tất cả bình phương trừ cho 2 bình phương bằng 0. Bây giờ chúng ta đi vào trình bày lời giải. X bình phương trừ 2x cộng 1 trừ cho 4 bằng 0. Tương đương với x trừ 1 tất cả bình phương trừ cho 2 bình phương bằng 0. Áp dụng hằng đẳng thức ở trên này thì chúng ta được A chính là x trừ 1 và số 2 này là B, tương đương với thừa số thứ nhất, hàng tử thứ nhất là x trừ 1 trừ cho 2. Nhân tử thứ hai có hàng tử thứ nhất là x trừ 1 cộng với 2 bằng 0. Bây giờ chúng ta làm gọn ở trong ngoặc vuông. Tương đương với x trừ 1 trừ 2 bằng x trừ 3. Trong ngoặc vuông thứ hai, x trừ 1 cộng 2 thì bằng x cộng với 1 bằng 0. Như vậy chúng ta đưa về được phương trình tích, đó là x trừ 3 bằng 0 hoặc x cộng 1 bằng 0. Tương đương với chuyển âm 3 sang bên phải ta được x bằng 3. Chuyển 1 sang bên phải ta được x bằng âm 1. Vậy phương trình ban đầu có hai nghiệm là âm 1 và 3, ta ghi lại đáp số. Tập nghiệm S gồm hai phần tử âm 1 và 3. Bây giờ thầy sửa sang câu B. Ở câu B thì chúng ta cũng đã biết được là x bình phương trừ x, nếu đặt x làm nhân tử chung thì ta được thừa số thứ hai, đó là x trừ 1. Các em để ý ở bên phải, nếu các em đặt âm 2 làm nhân tử chung thì các em được là x trừ cho 1. Như vậy là cả hai vế đều có x trừ 1 làm nhân tử chung. Vậy chúng ta giải bài này như sau. Thầy viết lại đề. X bình phương trừ cho x bằng âm 2x cộng 2 tương đương với, về trái thì đặt x làm nhân tử chung, thừa số cho x trừ 1. Bên phải thì đặt âm 2 làm nhân tử chung, thừa số cho x trừ cho 1.
chuyển vế và đổi dấu ta được x thừa số cho x trừ 1 cộng với 2 thừa số cho x trừ 1 bằng 0. Đặt x trừ 1 làm nhân tử chung, thừa số cho x cộng 2 bằng 0. Như vậy ta đưa về được phương trình tích tương đương với x trừ 1 bằng 0 hoặc x cộng 2 bằng 0, tương đương với chuyển âm 1 sang bên phải ta được x bằng dương 1, chuyển 2 sang bên phải đổi dấu ta được x bằng âm 2. Như vậy nghiệm của phương trình ban đầu là x bằng 1 và x bằng âm 2, ghi lại đáp số. Tập nghiệm S gồm hai phần tử âm 2 và 1. Ta kết thúc lời giải. Như vậy ở bài tập 24, chúng ta cũng biến đổi một cái phương trình đưa về dạng tích dùng hằng đẳng thức và nhóm các số hằng để đưa về tích. Bài học đã kết thúc. Thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận những bài giảng sớm nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.